Xin chào tất cả các anh các chú ạ. Hôm nay em mới về được một ít hàng kéo cắt cành. Em quay video giới thiệu cho tất cả các anh các chú. Ai có nhu cầu mua hàng thì alo hoặc nhắn tin đặt hàng cho em theo số điện thoại 0975 275 636. Có ship COD toàn quốc. Mọi người mua hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Địa chỉ của em ở Hà Vĩ, Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội. Ai ở gần có thể đến tại cửa hàng của em để mình xem mua hàng trực tiếp cũng được ạ. Hàng này thì em có ít thôi nhá, không có nhiều đâu ạ. Nó đây, hàng này hàng mới tinh chưa qua sử dụng đâu mọi người ạ. Nguyên cái hộp của nó như này. Đây em vừa khui ra một cái để em cho mọi người quay video này. Đây. Hộp của nó là như này. Trong đấy là có một cái kéo này và có thêm cả một cái lò xo này dự phòng nữa này. Nó hỏng thì còn thay thế. Đây nhá. Hàng mới tinh. Chưa qua sử dụng đâu ạ. Phần tay cầm của nó này, có cả cái phần đệm cao su nữa để cầm nó không bị đau tay. Để khi nào mình sử dụng ấy nó không đau tay. Thương hiệu Sada nhá. 210 này. Ở chỗ này nó ghi là Japan Sada nhá. Ở phần thương hiệu này. Chiều dài của nó này là 21 cm nhá. Chiều dài 21 cm. Phần lưỡi này. Phần lưỡi đo của nó là được gần 6 cm nhá. Gần 6 cm này. Đấy. Hàng kéo cắt cành đây mọi người thấy. Hàng mới tinh cho qua sử dụng nhá. Đây là hộp của nó này. Đây là cái hộp nguyên. Hộp này em vừa khui ra rồi. Nguyên hộp của nó như này đây nhá. Toàn chữ Nhật thôi mọi người ạ. Cái này thì em không đọc được. Mọi người về tải cái phần dịch chữ tiếng Nhật ra mọi người đọc. Sada Japan này. Đấy. Mỗi hộp như này là nó có một kéo và có thêm cả một cái lò xo này để dự phòng này. Hỏng cái này thì mình thay cái này sang. Chất liệu thép của nó là chất liệu thép không gỉ nhá. Sáng bóng đẹp nhá. Cắt thì rất là sắc bén nhá. Cái này em bán giá là 120.000 một cái, chưa bao gồm tiền ship. Ship Hà Nội thì 20.000, ship nội thành Hà Nội nhá là 20.000. Ship ngoại thành và các tỉnh khác là 35.000 một đơn, khách mua 10 cái chuyển khoản miễn ship toàn quốc nha. Đó. Chiều dài của nó là 21 cm nhá. Tại vì cầm như này mọi người khó hình dung nên em đo sẵn chiều dài kích thước như vậy rồi mọi người xem thì mua hàng đặt hàng thì kiểm tra hàng đúng như trên video em quảng cáo thì nhận hàng nhá. Đấy, ai có nhu cầu mua hàng thì alo đặt hàng ủng hộ shop bên em nhá. Rồi shop bên em hôm nay chỉ có hàng kéo cắt tôn hạ, kéo cắt cành. Kéo cắt cành hàng mới về này thôi. Mọi người mua hàng thì alo ủng hộ cho em nhá. Rồi em xin kết thúc video ở đây ạ. Hẹn tất cả các anh các chú ở những video tiếp theo.